Xin chào các quý vị đồng nghiệp và các bạn. Hôm nay tôi xin trình bày ca lâm sàng về lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát. Ca lâm sàng, bệnh nhân nữ 68 tuổi, vào viện vì suy giảm nhận thức tăng dần, bệnh diễn biến 1 tháng, bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý khác. Bệnh nhân sau đấy đã được chụp cộng hưởng từ sọ não. Ta cùng đến với phim cộng hưởng từ của bệnh nhân. Đầu tiên là chuỗi xung flare ASEAN. Ta có thể quan sát thấy thùy chán bên trái có khối tổn thương đồng tín hiệu với nhu mô não trên flare. Khối tổn thương này có phần xâm lấn vào gối thể chai, gây tăng kích thước và tín hiệu của gối thể chai. Tổn thương này gây phù não rộng xung quanh và gây hiệu ứng khối chèn ép não thất bên hai bên, để đẩy đường giữa sang bên phải và gây thoát vị thùy chán qua liềm đại não. Trên chuỗi xung T1 sagittal, ta thấy tổn thương giảm tín hiệu trên T1. Trên chuỗi xung T2 coronal, ta thấy khối tổn thương này đồng tín hiệu với chất xám. Trên T2, tổn thương nằm ở cả chất trắng nông dưới vỏ và cả chất trắng sâu xâm lấn vào gối thể chai. Trên chuỗi xung diffusion, tổn thương tăng nhẹ tín hiệu trên diffusion, giảm trên ADC, cho thấy tổn thương này có hạn chế khuếch tán. Trên chuỗi xung T2 sau không thấy tổn thương xuất huyết hoặc vôi hóa. Trên chuỗi xung T1 sau tiêm thuốc, khối tổn thương này ngấm thuốc rất mạnh, đồng nhất. Trên hình ảnh cộng hưởng từ hướng nhiều đến tổn thương lymphoma nguyên phát hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, một số chẩn đoán phân biệt khác như u thần kinh đệm bậc cao. Tuy nhiên, u thần kinh đệm bậc cao thường có xuất huyết hoại tử, sau tiêm ngấm thuốc không đồng nhất. Trong khi tổn thương lymphoma thường ngấm thuốc đồng nhất, ít có xuất huyết hoại tử. Bệnh nhân sau đấy đã được phẫu thuật sinh thiết khối u này và kết quả khẳng định là u lympho không Hodgkin tế bào B. Bệnh nhân sau đấy đã được điều trị hóa chất. Sau đây tôi sẽ trình bày về lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát. Tổng quan, lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát là bệnh lý không phổ biến, chiếm khoảng 2,5% các khối u nội sọ, thường là lympho tế bào B. Bệnh thường gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch như bệnh nhân AIDS, bệnh nhân ghép tạng, bệnh nhân có suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Tuổi thường là trên 50 tuổi hoặc có thể thấp hơn đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch, trung bình là khoảng 30 tuổi. Bệnh thường gặp ở nam nhiều hơn nữ. Lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát thì không liên quan đến các bệnh lý hệ thống. Tổn thương thường giới hạn ở não, màng mềm, tủy sống và mắt. Triệu chứng lâm sàng thường xuất hiện sớm. Một số triệu chứng hay gặp như thay đổi tình trạng tâm thần, rối loạn nhận thức, đau đầu, co giật và các dấu hiệu thần kinh khu trú. Về đặc điểm, lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát thường gặp ở vùng trên lều, chiếm 60-80%, trong đó hay gặp nhất ở thùy trán, thùy thái dương và thùy đỉnh. Các vị trí hay gặp như tập trung ở quanh não thất, dưới màng não thất, vị trí ranh giới chất trắng, chất xám. Các nhân xám sâu cũng có thể bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 10%. Thể chai cũng có thể gặp khoảng 5-10%. Các vị trí như hố sau, tuyến yên, tuyến tùng, cột sống ít gặp hơn. Và tổn thương có thể gặp ở màng mềm, màng cứng, nhưng thường gặp trong lymphoma thứ phát. Về đặc điểm hình thái, tổn thương có thể đơn ổ hoặc đa ổ. Tổn thương có ranh giới rõ hoặc là ranh giới không rõ trong tổn thương dạng thâm nhiễm. Về đặc điểm hình ảnh, trên các lớp vi tính ta thấy tổn thương thường tăng tỷ trọng, ngấm thuốc mạnh và đồng nhất. Đối với thể thâm nhiễm thì tổn thương thường không ngấm thuốc, tuy nhiên thể này ít gặp. Vôi hóa có thể gặp, thường là sau điều trị. Đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch, tổn thương thường có chảy máu, hoại tử và ngấm thuốc không đồng nhất. Đây là một khối tổn thương lymphoma ở thùy trán đỉnh phải. Tổn thương có tăng nhẹ tỷ trọng trên các lớp vi tính, sau tiêm ngấm thuốc đồng nhất. Trên cộng hưởng từ thì khối u thường đồng hoặc giảm tín hiệu đồng nhất,
so với vỏ não trên chuỗi xung T1 và T2. Trên chuỗi xung diffusion thì cho thấy khối u thường hạn chế khuếch tán và giảm giá trị ADC giảm hơn so với các u thần kinh đệm bậc cao, với điểm giá trị cutoff là khoảng 0,818 theo TOP và cộng sự. Trên chuỗi xung T1 sau tiêm thì tổn thương thường là ngấm thuốc mạnh đồng nhất, có thể ngấm thuốc dọc theo màng não thất, thường là dày và không đều, ngấm thuốc quanh quanh mạch hoặc là không ngấm thuốc. Phù não trong lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát thường là ít hơn các u thần kinh đệm bậc cao và các tổn thương di căn cùng kích thước. Trên hình ảnh perfusion thì cho thấy không tổn thương, không tăng tế máu. Và trên cộng hưởng từ phổi thì cho thấy giảm NAA, tăng choline và có thể có đỉnh lipid và lactate. Ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì tổn thương có thể tín hiệu không đồng nhất trên T1 và T2, có những vùng xuất huyết hoại tử, ngấm thuốc ngoại vi trung tâm hoại tử. Tuy nhiên, xuất huyết và hoại tử có thể gặp với những bệnh nhân có miễn dịch bình thường, có nhiễm virus EBV. Có một thể đặc biệt đó là lymphoma nội mạch, và thể thâm nhiễm thì có thể tăng tín hiệu trên T2 và đôi khi hình ảnh rất giống nhồi máu. Đây là hình ảnh các khối u lymphoma nằm ở chất trắng cạnh não thất. Tổn thương đồng tín hiệu với vỏ não trên chuỗi xung T2, kèm phù não xung quanh mức độ trung bình. Sau tiêm thì ngấm thuốc mạnh đồng nhất. Đây là khối u lymphoma ở lồi thể chai, tổn thương ngấm thuốc mạnh đồng nhất. Đây là khối u ở thùy trán bên trái có xâm lấn lan qua thể chai, có vị trí này là gập góc tạo dấu hiệu nốt sai. Dấu hiệu này cũng khá thường gặp trong lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát. Tổn khối u này là tổn thương ở chất trắng dưới vỏ thùy trán phải. Đây là khối u thùy trầm bên phải nằm ở chất trắng dưới vỏ. Trên chuỗi xung T2 thì khối u này đồng tín hiệu với vỏ não, kèm theo hạn chế khuếch tán trên diffusion, rất giảm giá trị, rất giảm trên ADC, tăng mạnh trên diffusion. Sau tiêm thì ngấm thuốc mạnh và tương đối đồng nhất. Hai trường hợp này là ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì khối u có hoại tử. Sau tiêm thì ngấm thuốc không đồng nhất, thường ngấm thuốc ở ngoại vi, trung tâm thì không ngấm thuốc. Đây là khối u thùy thái dương bên phải, ngấm thuốc mạnh đồng nhất và không tăng tế máu trên perfusion. Tiếp đến là một thể đặc biệt của lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát, đấy là lymphoma nội mạch. Các khối tế bào lympho tập trung ở trong các mạch máu não, sau đó gọi là lymphoma nội mạch. Tổn thương thường ở vùng trên lều, và chất trắng sâu, cạnh não thất, ranh giới chất trắng chất xám hoặc là ở các nhân xám. Tổn thương biểu hiện trên các lớp vi tính là giảm tỷ trọng. Trên cộng hưởng từ, tổn thương giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2 và có hạn chế khuếch tán trên diffusion. Trên T2 sao có thể thấy các vi chảy máu. Sau tiêm, tổn thương ngấm thuốc đồng nhất, có thể ngấm thuốc dạng đường, dạng chấm, nốt, loang lổ hoặc dạng vòng và có thể có ngấm thuốc màng não. Tổn thương này là cũng có thể nhầm lẫn với lại nhồi máu não và viêm mạch. Đây là các trường hợp về lymphoma nội mạch. Đây, tổn thương gồm các cái giải ngấm thuốc dạng đường, ngấm thuốc dạng mạng. Đây gồm các nốt ngấm thuốc. Tổn thương cũng hạn chế khuếch tán trên diffusion, có tăng tín hiệu trên flare. Đây là trường hợp tổn thương lymphoma nội mạch. Tổn thương gồm nhiều nốt giảm tín hiệu trên T2, có những ổ tăng tín hiệu trên T2 và có hạn chế khuếch tán trên diffusion. Sau tiêm thì có nhiều dạng ngấm thuốc, có dạng đường, dạng vòng, hay có ngấm thuốc dạng tập thành đám, một số ngấm thuốc thành nốt.
Về hình ảnh sau điều trị, lymphoma có thể giảm kích thước hoặc biến mất hoàn toàn sau điều trị. Tổn thương không bắt thuốc ở những tổn thương đã bắt thuốc trước đó và có giảm hạn chế khuếch tán. Lưu ý, corticoid trước khi sinh thiết có thể làm giảm đáng kể kích thước các dấu hiệu hình ảnh, gây nên ảnh hưởng đến kết quả sinh thiết. Đây là một trường hợp lymphoma ở dọc màng não thất bên bên trái, tổn thương tăng tín hiệu trên T2 và diffusion sau tiêm ngấm thuốc mạnh đồng nhất. Sau 3 tháng điều trị cho thấy tổn thương giảm kích thước rõ rệt, chỉ còn một phần nhỏ nằm dọc màng não thất. Chẩn đoán phân biệt, một số chẩn đoán phân biệt cần được đặt ra đối với lymphoma như là u thần kinh đệm bậc cao, đặc biệt là GBM. Tuy nhiên GBM thường có xuất huyết hoại tử sau tiêm ngấm thuốc viền và có phù não rộng xung quanh. Khối u GBM thì cũng thường xâm lấn qua thể chai sang bên đối diện. Khối u này là có hoại tử trung tâm sau tiêm ngấm thuốc viền và thường có phù não rộng. Còn lymphoma thì ngấm thuốc đồng nhất hơn GBM. Có thể dùng cộng hưởng từ tưới máu để phân biệt hai tổn thương này. GBM thường có tăng tưới máu, trong khi lymphoma thì không. Đối với những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, khối u lympho thường có xuất huyết hoại tử và ngấm thuốc viền thì tổn thương cũng rất là khó phân biệt với các khối u GBM. Khi đó thì cần phối hợp với các với tiền sử và lâm sàng của bệnh nhân. Ở những bệnh nhân lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát, bệnh nhân có suy giảm miễn dịch, thường là tuổi xuất hiện là bệnh nhân trẻ hơn, trung bình khoảng 30 tuổi, trong khi GBM thường xuất hiện ở bệnh nhân già, thường là 60 đến 70 tuổi. Một chẩn đoán phân biệt khác đấy là bệnh nhân bị nhiễm toxoplasma hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, toxoplasma thường tổn thương ở nhân xám, đồi thị và các vùng tiếp giáp với vỏ não. Trên hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh các hình vòng tròn đồng tâm. Đây là hình ảnh đặc trưng của toxoplasma và có tăng đỉnh lipid lactat trên cộng hưởng từ phổ, có giảm choline và giảm NAA. Một chẩn đoán phân biệt khác đó là áp xe não. Đối với áp xe não thường có viền giảm tín hiệu trên T2. Sau tiêm ngấm thuốc viền bởi trong nhãn hoặc tổn thương và bệnh nhân có thể kèm theo viêm xoang hoặc các hội chứng nhiễm trùng kèm theo. Chẩn đoán phân biệt khác như là viêm màng não thất cần chẩn đoán phân biệt với thể lymphoma dưới màng não thất. Thì ở những bệnh nhân viêm màng não thất thì màng não thất ngấm thuốc cũng mạnh, tuy nhiên là cái viền ngấm thuốc là thường là mỏng dưới 2 mm và có thể kèm theo các ổ áp xe cạnh não thất gây vỡ vào màng não thất, gây viêm màng não thất và có thể lắng đọng mủ ở phần thấp kèm theo các hội chứng nhiễm trùng. Đây đối với lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát, tổn thương dưới màng não thất thì cái viền ngấm thuốc, viền tổn thương rất là dày và không đều. Còn đối với viêm màng não thất thì viền ngấm thuốc mỏng. Đây là trường hợp cối áp xe cạnh não thất vỡ vào não thất gây viêm màng não thất, có lắng đọng mủ ở sừng chậm hai bên, lắng đọng mủ. Chẩn đoán phân biệt như là các bệnh lý hủy myelin, bệnh lý này thường gặp ở bệnh nhân trẻ và sau tiêm thì ngừng ngấm thuốc kiểu vòng mỡ. Một chẩn đoán phân biệt nữa cần đặt ra đấy là lymphoma hệ thần kinh trung ương thứ phát. Tuy nhiên, lymphoma hệ thần kinh trung ương thứ phát thì ít gặp ở nhu mô hơn và thường gặp ở màng mềm, chiếm 2/3, trong khi tổn thương nguyên phát thì gần như 100% trong nhu mô não. Các vị trí điển hình như là thường gặp ở màng mềm hoặc màng não thất, trong khi tổn thương nguyên phát thì thường là quanh não thất và các chất trắng dưới vỏ. Tổn thương trên hình ảnh biểu hiện là ngấm thuốc màng mềm và ngấm thuốc màng não thất. Còn trên hình ảnh của lymphoma hệ thần kinh trung ương thứ phát thì tổn thương dạng khối, tăng tỷ trọng, ngấm thuốc mạnh, đồng tín hiệu với T1 và T2,
với đồng tín hiệu với vỏ não trên T1 và T2 và hạn chế khuếch tán trên diffusion. Sau tiêm thì ngâm thuốc đồng nhất, còn đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì ngâm thuốc viền không đồng nhất. Kết luận: lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát thường gặp trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch và tổn thương chủ yếu quanh não thất, chất trắng dưới vỏ. Lymphoma có hình ảnh đặc trưng, tuy nhiên cần phân biệt với một số tổn thương khác như là u thần kinh đệm bậc cao hoặc là nhiễm toxoplasma ở não. Cộng hưởng từ có vai trò định hướng chẩn đoán và theo dõi trong điều trị. Bài trình bày của tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.